Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh điện tử May May Vlog của mình. Thì như ở phần 1 mình đã giới thiệu cho tất cả mọi người các cái chức năng, các cái nút và chức năng ở trên bàn phím của cái máy một kim Brook ZB này rồi. Thì ở video này, ở phần này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách chỉnh cái tham số ở bên trong của cái hộp điện tử này. Ví dụ như tốc độ lại mũi, bật tắt lưng chân vịt, nhưng mà máy này thì không có cái lưng chân vịt bằng tự động nhé. Máy này là lưng chân vịt bằng gạt gối, giờ be là lưng chân vịt gạt gối này. Ai có cái máy giờ 4 ấy, thì nó sẽ nâng được chân vịt bằng dặn gót đấy, thì lưng tự động ấy, thì mình sẽ có thể tắt bật được cái lưng chân vịt đấy. Và một số cái chức năng như chỉnh trụ kim này, hoặc là gì đó cho anh em thợ mới vào nghề mà chưa biết, hoặc là anh em nào muốn tham khảo, thì video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người vào cái tham số nhé. Bây giờ để vào được cái tham số này thì mình tắt cái máy này đi, coi như là nó chưa ấy, để bật lên từ đầu. Để vào được thì mình bật máy lên đấy, thì mình muốn vào tham số thì mình ấn giữ chữ B này khoảng 3 giây gì đó, màn hình sẽ hiện lên B01. B01 ở đây tức là tốc độ của máy, nhà sản xuất đã đặt 3800 của máy này. Tùy theo các cái công đoạn hoặc cái thao tác của mình, có thể mình mới may, mình chưa may được nhanh, mình sẽ giảm xuống, hoặc công đoạn khó mình sẽ có thể giảm xuống. Để giảm xuống thì mình sẽ ấn sang cái mũi tên sang bên phải này, để cho cái số nhấp nháy này nó sẽ chuyển sang cái số 3800 này nhé. Đấy, mình chạy được tốc độ bao nhiêu thì mình giảm lên bấy nhiêu. Ví dụ mình sẽ giảm xuống 1800 đi cho dễ. Sau khi mình giảm 1800 rồi thì mình muốn lưu lại thì mình phải ấn chữ B này để cho cái máy nó hiểu được, là để nó nhớ lại nhé. Không lưu này. Đấy, khi nào cái số 1800 ở đây bên đây nó nhấp nháy tức là được rồi đấy mọi người, nó lưu lại rồi đấy. Tắt cái đèn này đi cho đỡ lá nhé. Đó, thì với tốc độ 1800 thì máy chạy sẽ chậm nha mọi người nhé. Rồi mình không có chỉ đấy, mình sẽ thử như vậy. Tốc độ chậm này chỉ cho những dành cho những người mới học may thôi. Đó, may sẽ điều khiển cái hàng của mình nó dễ dàng hơn. Còn nếu mà đối với những người đã may gọi thành thạo rồi thì hầu như là mắc tốc độ. Tiếp đến là chương trình B02. Ở cái máy này mình phát hiện ra một cái chương trình B02 của nó là rất chi là hay ho này. Nó như kiểu là khóa tốc độ luôn, kể cả có cho mình có cho chỉnh lên 3800 ở B01 đi nữa mà mình chỉnh ở B02 thì máy vẫn chạy chậm như bình thường. Đây, đi đây. Mình đặt lên 5000 đây nhé, và B01 này mình chạy cho mọi người xem này, khá xin là nhanh. Đó, rất xin là nhanh. Nhưng mà khi đến B02 đây, B02 mình đang đặt 80 thôi nhá, ý là 80% của cái khi mình dặn hết bàn ga đấy thì nó sẽ chạy được theo mình nghĩ là 80% của cái 5000 vừa lấy. Nhưng mà giờ mình sẽ giảm xuống ví 10% đi. Đó, yeah. Tương đương với cả 10% của cái 5000 đấy là tương đương là nó sẽ là 500 đúng không mọi người. Đấy, chạy tốc độ 500 nhưng mà thực ra như mình nghĩ như này chắc cũng không đến tốc độ 500, hoặc là đến ý. Mọi người nhìn chưa, đó, kể cả mình có chỉnh ở B01 có 5000 thì sang đây rất chậm. Mình sẽ chỉnh lại đi. Đấy, để 100% thì sẽ rất rất nhanh nhé, nhưng mà mình để theo nhà sản xuất thôi. 80 này, xem, sẽ chạy lại cho mọi người xem. Đấy,
80 thôi mà nó đã chạy nhanh thế, mà để lên 100 là kịch cỡ thì chạy ghê lắm. Tiếp theo đến B03. B03 thì nó cũng tương tự như cái nút vị trí dừng kim này của video của phần trước ấy. Video trước mình đã hướng dẫn là cái nút này để chỉnh dừng kim lên kim xuống, thì cái B03 nó cũng tương tự như thế thôi. Đấy, mình hướng dẫn nêu qua thôi. DL này là dừng kim trên này, còn úp là dừng kim dưới. Thì cái này không tiện bằng cái nút này, thì mình cứ ấn cái nút này cho dễ hơn là vào B03. Tiếp đến là B04. B04 thì là tốc độ lại mũi đầu. Thì mọi người mà nếu mà ai mà hay xem video, những video trước của mình ấy, thì tất cả các cái máy điện tử thì đều có cái tốc độ lại mũi đầu và lại mũi cuối và tốc độ của máy. Thì cái máy này thì cũng tương tự như các cái máy khác, thì nhà sản xuất cũng đặt ở B04 để cho mình dễ điều chỉnh như các cái máy kia này. Đấy, mọi người mà thích tốc độ lại mũi đầu chậm thì mọi người sẽ cho chậm đi. Máy này mới thì cũng có thể để 1800, nhưng nếu mà máy đã cũ rồi thì mình vẫn khuyên mọi người là để 1200 thôi nhé, 1200 thôi thì máy sẽ đấy, khi lại mũi nó sẽ tê hơn và nó đỡ bị đứt chỉ đầu vào hơn. Tiếp đến là B05. B05 là tốc độ lại mũi cuối đây, lại mũi đầu này. Đấy, còn lại mũi cuối này đấy thì vẫn là nhanh. Tốc độ lại mũi cuối này thì mình không cần giảm xuống 1200, vì tốc độ lại mũi cuối này nó không liên quan đến như kiểu là đầu vào nó hay bị đứt chỉ đầu vào. Còn là bây giờ đang khi may chuẩn bị ra rồi ấy, thì trừ khi may những công đoạn chiết ly ấy, mà may phải ra ngoài ấy, may ra ngoài xong rồi mới cắt chỉ ấy, thì là mình nên cho cái tốc độ lại mũi này chậm thôi. Còn nếu mà các cái công đoạn mà may xong mà ở trong giữa hàng này mà vẫn đã cắt chỉ rồi ấy, thì mọi người cứ để 1800 này thôi, nhanh không sao cả, trừ khi công đoạn chiết ly nhá. Mọi người nhớ công đoạn chiết ly thì mình cái B05 này lại mũi, tốc độ lại mũi cuối đấy thì mình nên cho nó chậm đi, 1200 thôi. Tiếp đến B06 này cũng là lại mũi tốc độ, nhưng mà tốc độ của cái chương trình di bộ này như ở phần trước ấy, mình đã hướng dẫn cái nút này nó có chế độ lại mũi V kép này hay còn lại mũi di bộ đấy, thì là cái B06 này là nó sẽ là lại tốc độ lại mũi của cái đấy nhá. Mình sẽ giảm nó đi, mình sẽ giảm đi cho mọi người xem này. Ui chết nhờ, đây mình sẽ giảm 1800 này còn 800 thôi, và giảm thấp nữa cho mọi người nhìn cho dễ này. Sau đó mình sẽ ấn cái chế độ V kép này. Đấy, khi ấn phát là nó hiện ra cái biểu tượng này, mọi người nhìn vào đây máy sẽ chạy chậm này. Đấy, còn mình để 1800 này sẽ lại nhanh. Còn tùy theo vào cái công đoạn của mọi người thì mọi người sẽ cài đặt cái chế độ ở B06 này cho nó vừa phải với mình nhá. Tiếp đến là B12. B12 này là chọn chế độ lại mũi tự động đầu ấy, là mình đạp bàn ga phát là tự lại mũi tự động, hầu như là tất cả là đều sẽ dùng cái chế độ đấy. Nhưng mà nhiều khi vào cái chế độ mà mình vào những cái công đoạn dày ở đầu vào ấy, khó đấy, là mình thấy đi nè, mình thấy công nhân hay dùng cái lại mũi bằng tay, lại mũi mũi một để tránh bị gãy kim ấy. Thì ở cái máy này nó sẽ có B12 này, mình sẽ chỉnh đây, mình sẽ chỉnh thử cho mọi người. Nó đang ở chữ E này thì mình sẽ chỉnh cho nó thành chữ L này nhé, xong mình ấn B để lưu này. Đấy, thì khi dặn bàn ga này, khi dặn đầu vào ấy, khi dặn cái bàn ga này, bình thường mình chỉ dặn chắc như này thôi là nó sẽ tự lại mũi. Nhưng mà đây giờ mình thay cho việc không phải ấn tay đây nữa mà mình ấn bằng chân, mình lại mũi từng mũi một. Đấy, mình lại bao nhiêu thì mình sẽ dùng bao nhiêu thì mình sẽ lại bằng cái này. Những cái công đoạn hàng dày ấy, mình cần lại mũi một như này. Đấy, để tránh trường hợp gãy kim ấy, thì mình sẽ có thể nhấp quả mỏ như này để mình lại mũi, chứ không phải là lại mũi tự động như kia. Nếu mà vào chỗ dày mà mình lại mũi tự động mà
nhằng nhằng phát là nó sẽ dễ dẫn đến gãy kim. Thì cái máy này mình thấy nó ở B12 nó có chế độ đấy thì cũng mình thấy cũng rất chi là hay, tránh phải mình phải ấn bằng tay ở đây. Đây mình lại để chỉnh lại cho xem chữ E, người giả lại chủ nhân của nó là may hàng mỏng bình thường thôi. Đây mọi người nhìn khi ấy, mình chỉ cần dặn bàn ga một phát thôi này, đấy là nó đã lại mũi tạch tạch rồi. Mà nếu mà vào hàng dày mà lại mũi như thế là nó sẽ hay gãy kim đó. Tiếp đến B14 là tốc độ của cái máy mình muốn chậm mũi đầu ấy, bật chậm mũi đầu lên bao nhiêu mũi ấy, thì mình cái tốc độ chậm mũi đầu ấy thì khi nào mình bật cái chậm mũi đầu lên thì mới được. Thì ở đây là nó là B08 là mình chọn số mũi chậm mũi đầu là bao nhiêu mũi. Vì đây người ta để 2 mũi thì mình sẽ chọn lên 15 mũi cho hoặc là 22 mũi cho mọi người nhìn cho rõ này. 12 mũi thôi. Và sau đó mình sẽ bật cái ở B14 lên nhé. B14 là cái tốc độ của nó, nếu mình không bật lên thì coi như là nó sẽ không chạy chạy chậm mũi đầu đâu. 4 này, mình bật on lên. On lên. Hôm đó mình ấn B để điêu. Thì đây mọi người nhìn vào cái máy này, máy sẽ chạy chậm mũi đầu 12 mũi này. Mặc dù mình có chạy hết bằng ga 12 mũi là tính cả lại mũi nhá. Còn nếu mà mình tắt cái lại mũi đầu đi thì sẽ đến đủ 12 mũi này. Mọi người nhìn mình dặn có hết bằng ga nó cũng chỉ chạy 12 mũi xong bắt đầu mới chạy nhanh. Chưa? Mình có ấn hết bằng ga thì nó cũng chỉ chạy 12 mũi đầu ấy, rất chậm. Sau đó hết 12 mũi bắt đầu nó mới chạy tốc độ là 5.000 như vừa nãy mình đặt ở đây đấy. Là B14 nhá. Thì mình sẽ tắt đi. Mình không dùng cái chế độ này nữa. Vì trước có khách cũng không dùng cái này. Nhưng lúc mình giả máy không khách mà lại bị chậm như thế, khách nó may khó chịu thì họ sẽ lại kêu mình chỉnh lại. Tiếp đến là tương tự như thế, tương tự như cái chế độ B12 ấy, thì ở B28 thì là cái chế độ V kép này mình muốn dặn một phát nó chạy ngay hay là dặn từng mũi một là do ở B28 này. Đấy, đây tương tự như cái chế độ B12 là lại mũi đầu ấy, thì cái chế độ lại mũi V kép này cũng mình cũng chỉnh được tự động hoặc là thủ công. Đấy, cho thành chữ N này thì thủ công, còn lên thành chữ E thì sẽ là tự động của cái chế độ lại mũi V kép nhé mọi người nhé. Thôi mình không ấn cho mọi người, mình giới thiệu que thôi. Tiếp đến là B29. B29 này là khi cắt chỉ nó ngừng lại, có những cái máy mà nó rung ấy. Đây mình sẽ chỉnh cho mọi người. Đây hầu như là cái này là anh em thợ mới dùng, chứ còn ví dụ người dùng máy này thì không cần cái này. Đấy, mình thử chỉnh nó về 0 rồi. Về 1 để cắt chỉ cho mọi người xem này. Đấy, cắt chỉ xong cái mọi người nhìn cái quả chưa? Nó cứ lắc. Nhìn rất chi là không ưng ý thế này. Đấy thì mình phải vào B29 nhá. B29 mình cho cái này lên, càng lên cao thì nó càng cứng lại nhanh. Ý là dừng nó dứt khoát ấy. Càng lên cao thì nó càng dừng dứt khoát. Cái motor này nó bó cứng lại, nó dừng dứt khoát. Thì mình để ở chế độ 20 này. Mình sau đó mình chạy cho mọi người xem lại này. Đấy, nó dừng dứt khoát rồi. Chứ nó không rung cái trụ kim này nữa. Đó. Nhìn rất chi là bực mình. Đấy, đó là chỉ là B29 nha mọi người nhé. Tiếp đến là B37. B37 là cái lực kẹp của cái kẹp chỉ, dấu đầu chỉ này, kẹp ít hay kẹp nhiều, kẹp mạnh hay kẹp yếu ấy. Kẹp mạnh quá thì nó cũng dẫn đến đứt chỉ nha mọi người nhé. Đây
đang ở mức số 8 này, mình xem cao nhất là bao nhiêu, cao nhất là 11 này, nhỏ nhất là bao nhiêu, đấy, nhỏ nhất là 0, 0, 0 này, thì tức là tắt đi luôn cái này, được chưa? Nhiều ít là ở B37, kẹp nhiều kẹp ít là ở B37, cái dấu đầu chỉ này, lực mạnh hay ít nhé, nhưng theo mình chỉ để ở mức 8 hoặc là lùi xuống mức 6, mức 7 thôi. Như mình đặt lên mức cao 11 kia là nó sẽ bị đứt chỉ đầu vào nhé. Tiếp đến là B41. B41 này thì mình đi làm mình thấy mọi người hay có cái phải mua cái máy đếm sản lượng ấy, mấy chục nghìn cái máy đấy đấy, cứ bỏ mà may được bao nhiêu cái thì sẽ đếm sản lượng. Nhưng mà có ai có cái máy này thì mình sẽ bật lên cái B41 này nhé, thì mình sẽ để nguyên B41 này thôi, xong mình chạy thì nó sẽ thay cho mình cái máy đếm sản lượng, được chưa? Mỗi lần cắt chỉ là nó sẽ đếm ở đây này. Đấy. Đấy. 25 cái này. Mình chạy cái công đoạn gì chẳng hạn mình cần đếm sản lượng, mình may một ngày được bao nhiêu thì mình cứ bật B41 này lên, ngay từ lúc đầu nó sẽ đếm cho mình. Còn khi nào mà mình muốn xóa cái này đi thì mình chỉ việc tắt máy thôi, tắt máy và mình bật lại thì nó sẽ cái B41 này nó sẽ về không, trở về không để mình đếm lại từ đầu. Đấy, 41 này về không rồi, đếm lại từ đầu. Bây giờ mình chạy tiếp là nó sẽ đếm này. Đấy, 1. Tiếp theo là B42. B42 là mọi người mà muốn biết cái tốc độ máy của mình chạy nó hiển thị nó bao nhiêu thì mình để B42 này, mình chọn cái LOA này 01 này, mình cho lên số 3 đi, sau đó mình ấn B. Đấy, giờ mình chạy, giờ mà mình chạy chạy máy hết cỡ máy sẽ hiển thị 3007, tốc độ của máy chạy hết cỡ, đúng chưa? 3007 muốn về bình thường thì ta sẽ giữ B này, giữ B này, cái B42 này mình sẽ chỉnh sang đây, lên B43. B43 là đảo chiều nhá, quay ngược quay ngay xuôi. Hai chữ C này là quay xuôi vào lòng mình, motor sẽ quay theo chiều một kim như này. Còn nếu mình muốn đảo ngược lại thì mình sẽ chỉnh cho còn một chữ C thôi, ấn dấu trừ cho còn một chữ C thì mình lại ấn new, thì lúc đấy thì máy sẽ chạy ngược nhé, máy sẽ chạy theo chiều mắt sổ này, sẽ chạy ngược. Đấy. Máy sẽ chạy ngược, lúc đấy cắt chỉ sẽ bị kẹt dao nhé, mọi người chú ý là về phải... mình chỉ mẹ cho chạy xuôi rồi. Tiếp theo đó là B46. B46 này là khi mình may cái gá dưỡng ấy, mình quay gá dưỡng ấy, cần cái trụ, cần cái kim này này cao lên để cho đỡ quẹt vào gá đấy, thì mình sẽ vào B46, mình bật on lên thì lập tức khi cắt chỉ xong motor sẽ quay ngược lại cho mình một tí. Để vào B46 được ấy thì mọi người đến đây này, bình thường đến đây là nó sẽ về chỉ về B01 thôi, không ra được gì nữa, thì mình sẽ phải tắt máy đi nhá mọi người nhá. Sau đó mình ấn B, mình bật nguồn lên để mình vào cái B46 này. Đấy, bây giờ nó sẽ lên năm mấy này, chưa 46 đây, 47 đây, 46 mình xem đây, 46 mình bật on lên, sau đó mình new. Khi đó là mình sẽ cắt chỉ này, kim nó sẽ cao lên. Đấy, mọi người nhìn cái quả nó bình thường cắt chỉ thì nó như này, nhưng mà nó sẽ lùi lại một tí để cho cái kim này cao lên, cho mọi người nhấc ra khỏi cái ghé cho nó dễ. Còn cái B37 nếu mà mình cảm thấy bật B46 bật on lên rồi mà kim vẫn chưa cao thì mình sẽ vào cái B47 nhé, chứ không phải B37, với mình nói nhầm, xin lỗi mọi người. Và B47 mình chỉnh lên cái số 160 này, càng to lên thì kim nó sẽ càng cao, và ngược lại càng bé thì nó sẽ càng thấp. Nhưng mà cái này mình chỉ chỉnh thêm một ít nữa thôi, kim lên 170 thôi,
chứ mình đừng lạm dụng nó quá rồi nó dẫn đến kẹt dao ấy nhá mọi người nhá. Các chị tiếp theo là B68 là B khóa tốc độ của cái này. Mọi người vào B68 thì mọi người cứ tắt máy không bật nguồn lên, ấn chữ B này ra B27 này, mọi người chỉnh lên tham số 67 đây, 68 đây. Nhà sản xuất đang khóa 3.800 thì mình muốn mở lên tùy cái mức của mình, tối đa là 5.000, nhưng mà theo ý của mình ấy là nó cái máy nó cũng như con người thôi, nó không thể chạy tốc độ tối đa này mà bền được, thì mình giữ cho máy nó bền, mình chỉ chạy 4.000 đến 4.500 thôi mọi người nhé. Mình hướng dẫn ở đây để cho mọi người biết chỉnh sao cho nó phù hợp để cho nó giữ được cái máy của mình, chứ không phải mình hướng dẫn đây để mọi người mở hết tốc độ lên chạy đến lúc nó hỏng máy. Kể cả công nhân mà có đi làm trong công ty mà có xem được video này của mình thì mình cũng khuyên mọi người là đừng nên chạy tốc độ cao quá nhé, để đến lúc nó hỏng máy rồi lại gọi thợ máy, rồi đến lúc mà máy nó đã hỏng hóc rồi nó dơ dẽ rồi thì chỉnh thế chỉnh nữa nó cũng không thể ngon được như lúc ban đầu được. Ở video này thì mình là cái video chia sẻ cho mọi người ai chưa biết về cái tham số của cái máy này, thì mình cũng chia sẻ những cái tham số cơ bản của người dùng, và cũng như anh em thợ nào cần đến thì cũng xem video này cũng có thể là chỉnh được. Thì vừa qua mình chia sẻ thế, mọi người xem video mà thấy hay thì đừng quên ấn đăng ký kênh và bấm quả chuông để cập nhật những cái video tiếp theo của mình. Bây giờ mình xin tạm dừng cái video ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ.